Sao Hàn khốn đốn vì vạ miệng, Kim Tae-ri suýt bị quay lưng, Lee Kwang-soo-an cảnh cáo. Trang Nara chỉ vì một câu nói vô ý trên sóng truyền hình mà khốn đốn một thời gian dài. Kim Tae-ri lại vì một bài đăng mà nhận về mưa chỉ trích phải lên tiếng nhận sai. Xin lỗi, các ngôi sao có khi suy nghĩ nông quá mà nói ra những lời nhạy cảm, để rồi sau đó phải trả giá cho sự vạ miệng ấy của mình. Những người dưới đây là gây xôn xao nhất đấy. Kim Tae-ri. Cùng với rất nhiều ngôi sao khác trong K-pop dùng YouTube để giao lưu và tới gần hơn với fan, Kim Tae-ri rất được yêu thích vì luôn mang đến những vlog đời thường siêu dễ thương. Tuy nhiên, gần đây cô nàng lại vướng phải lùm xùm vì một phát ngôn liên quan đến những vlog này. Chuyện là Kim Tae-ri đăng bài viết mới lên trang cá nhân, tuyển người dịch phụ đề cho clip của mình. Sau khi bài đăng này xuất hiện, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích vì cho rằng cô nàng lợi dụng thân phận người nổi tiếng để sử dụng miễn phí sức lao động của người khác. Ngay sau khi nhận thấy sai sót, Kim Tae-ri đã xóa bài viết này đồng thời đăng tải lời xin lỗi vì suy nghĩ nông cạn của mình. Công ty quản lý của Kim Tae-ri cũng đứng ra cho biết, vlog của nữ diễn viên là những món quà cô dành cho fan của mình, không có bất cứ doanh thu nào từ quảng cáo hay các hình thức khác. Tuy Kim Tae-ri chỉ muốn fan của mình ở nhiều nơi hiểu hết được nội dung clip nên mới làm như vậy, nhưng đây cũng là vấn đề nhạy cảm. Các fan hy vọng sau này nữ diễn viên sẽ cẩn trọng hơn để không mắc lỗi tương tự nữa. Trang Nara. Trang Nara là một trong những ngôi sao thành công nhất khi lấn sân sang thị trường Hoa ngữ. Hồi những năm 2000, chị đẹp đóng khá nhiều phim ở đây và rất được yêu thích, như bộ phim Công chúa bướng bỉnh. Đến năm 2009, Trang Nara lại bị tẩy chay ở thị trường này vì một phát ngôn nhạy cảm khiến khán giả xứ Trung cảm thấy tổn thương. Chuyện là trong một lần tham gia show truyền hình ở Hàn, Trang Nara đã chia sẻ lý do mở rộng hoạt động sang thị trường Trung rằng mỗi lần làm phim thiếu tiền là tôi lại sang Trung làm việc. Câu trả lời này đã dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ. Kể từ đó, Trang Nara bị các nhà làm phim xứ Trung từ mặt trong mọi dự án. Dù sau đó chị đẹp đã lên tiếng xin lỗi và giải thích nhưng cũng chẳng cứu vãn được. Lee Kwang-soo. Hoàng tử châu Á Lee Kwang-soo nổi tiếng hài hước và luôn tạo ra những khoảnh khắc để đời từ việc tham gia show giải trí Running Man. Tuy nhiên, năm 2018 anh đã từng vạ miệng ngay trên show và bị Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc lên tiếng cảnh cáo. Lee Kwang-soo đã gọi một khách mời nữ bằng cụm từ vô cùng thiếu tôn trọng. Sau khi chương trình lên sóng, nam diễn viên này đã nhận về rất nhiều chỉ trích, thậm chí còn có hơn 1.000 người gửi chữ ký kiến nghị về phát ngôn thiếu suy nghĩ của Lee Kwang-soo lên Nhà Xanh nhờ xử lý. Kể từ việc đó, Lee Kwang-soo đã cẩn trọng lời nói của mình hơn rất nhiều. Sơ Hiên. Sơ Hiên thì lại mắc một lỗi rất đáng khiển trách, đó là nói sai tên một vị anh hùng dân tộc ngay trên sóng truyền hình vào năm 2016, trong khi đó cô nàng đang là đại sứ du lịch Hàn Quốc. Thậm chí ngay lúc đó, Sơ Hiên có điện thoại trong tay để tra cứu nhưng vẫn không nói được đúng tên, nên càng khiến công chúng Hàn không thể chấp nhận. Sơ Hiên còn bị chê trách là IQ thấp cùng với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Đứng trước sự việc này, Sơ Hiên đã bật khóc cúi đầu xin lỗi vì sai sót đáng trách của mình. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn không tha thứ, thậm chí còn cho rằng cô cố tình dùng nước mắt để cứu vãn tình thương của khán giả, nhằm giữ được vị trí đại sứ du lịch đang làm. Chắc chắn mỗi chúng ta đều sẽ có những lúc nói sai, hay não chưa kịp định hình đã bột miệng. Nhưng ngôi sao là những người được cả xã hội quan tâm nên họ không được phép như vậy. Họ luôn phải cẩn thận hơn người bình thường rất nhiều lần. Vạ miệng là lỗi dễ gặp nhưng cũng dễ khiến một người mất rất nhiều. Mong là những ngôi sao này đã có được bài học cho mình và những người khác cũng lấy họ làm gương để cẩn thận hơn.